Kính chào quý vị khán giả quen thuộc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Mở đầu bản tin chiều nay sẽ là thông tin cảnh báo xuất hiện loại ma túy mới gây ảo giác trên thị trường. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo về loại ma túy mới xuất hiện có tên gọi là chất MDMB 4N Pinaca. Chất MDMB-4N-Pinaka là một loại ma túy mới khi sử dụng các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô để đưa vào cơ thể, thường xuất hiện tại các nhà hàng, quán bar, quán karaoke, tiệc sinh nhật. Khi đi vào cơ thể, loại ma túy mới này sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây ảo giác, khiến người dùng bị mất kiểm soát có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo, gia đình nhà trường, các tổ chức đoàn thể và ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, quyết tâm không để lại ma túy mới này lan truyền hủy hoại giới trẻ. Tiếp theo bản tin là thông tin về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội thông tin về việc triệt phá sới bạc gồm 6 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh sâm tại một cửa hàng hoa trong chợ Hoa Quảng An do Nguyễn Nam Trường, sinh năm 1975, cầm đầu. Qua công tác quản lý địa bàn, đầu tháng 5 năm nay, các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ đã phát hiện một số đối tượng thường xuyên lén lút tụ tập đánh bạc tại các xếp cửa hàng Hoa Tuấn Trường trong chợ Hoa Quảng An, phường Quảng An. Sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, khoảng 2 giờ ngày 25 tháng 5, tổ công tác công an quận Tây Hồ kiểm tra hành chính tại cửa hàng Hoa Tuấn Trường. Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng, trong đó có Nguyễn Nam Trường đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh xâm thắng thua bằng tiền trên phòng ở gác xếp. Các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1991 ở huyện Ba Vì, Hà Nội, Hồ Sĩ Anh, sinh năm 1996 ở huyện Ba Vì, Hà Nội, Nguyễn Xuân Đại, sinh năm 1982 ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Nguyễn Xuân Kết, sinh năm 1982 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội và Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 1990 ở huyện Khói Châu, Hưng Yên. Tăng vật thu giữ tại chỗ 37 triệu 800 nghìn đồng cùng hai bộ bài tú lơ khơ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tội đánh bạc, đồng thời tạm giữ hình sự cả 6 đối tượng trên để điều tra xử lý. Chuyển sang tin tức khác, thưa quý vị mới đây ngày 27 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phát hiện bắt giữ một vụ buôn bán pháo nổ và thuốc nổ trên địa bàn. Theo đó, vào trưa ngày 25 tháng 5 năm nay, tại thôn 5 xã Thanh Hà, huyện Thanh Trương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp Công an huyện Thanh Trương phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng Trần Đại Sĩ sinh năm 1987 trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Trương về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm, tăng vật thu giữ gồm 70 cối pháo hoa nổ, loại pháo 36 quả do nước ngoài sản xuất có tổng khối lượng 100 kg, 20 thỏi thuốc nổ có khối lượng 4 kg, 40 kiếp nổ, một xe ô tô. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Đại Sĩ khai nhận mua số pháo thuốc nổ và kiếp nổ nói trên mục đích để bán kiếm lời. Tuy nhiên, đang trên đường ra cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, trưa 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp cùng ngành chức năng điều tra vụ vận chuyển lô gỗ sao đen không rõ nguồn gốc tại khu vực ấp Ba Xoài, xã An Cư, thị xã Tịnh Biên. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn tại khu vực ấp Ba Xoài, xã An Cư, có một nhóm đối tượng đang khiêng phát gỗ lên xe ô tô nghi khai thác trái phép. Ngay lập tức lực lượng thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp chi cục kiểm lâm An Giang tiến hành đến kiểm tra. Khi đến nơi thì phát hiện đối tượng Đặng Bảo Nhàn sinh năm 1969 cư trú khóm 2 phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, An Giang, Nguyễn Dương Vĩnh Phước sinh năm 1977 cư trú thành phố Vĩnh Long cùng bốn đối tượng khác đang khiêng vác gỗ lên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 67F00647 chủ xe được khoảng 2 mét khối gỗ. Kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 1 mét khối gỗ chưa được khiêng lên xe ô tô qua làm việc các đối tượng khai nhận số gỗ trên là của ông Nhàn, nhưng tại thời điểm kiểm tra ông Nhàn chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số gỗ trên. Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, số gỗ trên thuộc loại gỗ sao đen. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Tiếp tục là thông tin về tình hình an ninh trật tự tại thị xã Tịnh Biên. Thưa quý vị, sáng 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an thị xã tỉnh Biên xác minh điều tra làm rõ một vụ vận chuyển khai thác cát núi trái phép tại khu vực ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, thị xã tỉnh Biên. Trước đó trên đường tuần tra kiểm soát khi đến khu vực Hương Lộ 11 thuộc ấp Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Trung, thị xã tỉnh Biên, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phát hiện đối tượng Trào Sóc Phía, sinh năm 1994, cư trú ấp Phong Pi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 67M1533 trên xe đang vận chuyển cát. Phát hiện tổ công tác đối tượng phia đã dừng xe rồi bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng phia. Qua làm việc ban đầu, đối tượng phia khai nhận vận chuyển thuê số đất cát trên từ khu vực ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, thị xã Tịnh Biên cho một đối tượng tên Phú chưa xác định được danh tính và địa chỉ để đi sản lấp đổ nền cho người dân địa phương. Tiến hành kiểm tra khu vực mà đối tượng phía khai nhận, lực lượng công an phát hiện vụ khai thác cát trái phép khá quy mô. Trên diện tích khoảng 1.000m2 đang khai thác cát, có một xe cô B nhãn hiệu komatsu Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và chuyển cho công an thị xã tỉnh Biên để tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Các thông tin về tình hình xã hội sẽ tiếp tục bản tin. Thưa quý vị, sáng 28 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thông tin. Hiện có 6 bệnh nhân đang điều trị nội trú do ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một cơ sở kinh doanh ở chợ đầu mối nông sản thành phố Quảng Ngãi. Một nữ bệnh nhân cho biết rằng sáng ngày 25 tháng 5, chị tiến hành mua bánh mì của bà TTDA ở chợ đầu mối nông sản thành phố Quảng Ngãi, thuộc phường Nghĩa Tránh, thành phố Quảng Ngãi. Chỉ vài tiếng sau khi ăn, chị bị đau bụng tiêu chảy, nôn ói sốt cao đau đầu và được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, chị được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm Ngoài ra, trong ngày 25 tháng 5, còn có 5 bệnh nhân khác được đưa đi nhập viện sau khi ăn bánh mì được mua từ cơ sở kinh doanh của bà TTDA. Sau khi nhận được tin báo, ngành y tế đã tổ chức điều tra thu thập thông tin tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thực hiện các xét nghiệm điều trị tích cực cho các bệnh nhân. Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Phóng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi đã tiến hành điều tra thu thập thông tin lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân để xét nghiệm tìm ra nguyên nhân. Được biết, cơ sở kinh doanh của bà TTDA mỗi ngày bán bánh mì từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, cơ sở này được yêu cầu tạm ngừng kinh doanh chờ kết luận của cơ quan chức năng. Chuyển sang tin tức khác, thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy một xưởng nội thất ô tô. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày tại một xưởng nội thất ô tô ở phường Quảng Thọ. Ngọn lửa xuất phát từ phòng điều hành, sau đó lan rộng ra toàn xưởng. Lúc này trong xưởng có một xe ô tô của khách đang sửa chữa bị cháy rụi. Nhân tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chữa cháy. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 1 tỷ đồng, may mắn không thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Cuối bản tin, là thông tin về xe tải chở hoa quả mất lái lao xuống vực trên đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thưa quý vị, theo đó trong quá trình lưu thông trên đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa, tỉnh lộ 155, khi đến cầu bê tông km 7 cộng 680, chiếc xe tải bất ngờ mất lái và lao xuống vực làm 3 người trên xe bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5, xe tải biển kiểm soát 26C08554 chở hoa quả tươi mận tam hoa lưu thông trên tường nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa tỉnh lộ 155 hướng Sapa đi thành phố Lào Cai. Hiện chưa do người điều khiển, đến cầu bê tông km 7 cộng 680 thuộc địa phận thôn Tòng Sành 1, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát thì bất ngờ mất lái, lật qua thành cầu, rơi xuống vực sâu khoảng 50 m Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, đầu xe bị vò nát, ba người trên xe gồm Lương Văn Hạng sinh năm 1990, Lò Văn Thanh sinh năm 1996 và Đường Văn Thịnh sinh năm 2002 đều trú tại xã Trường Vàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La bị thương. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để sơ cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chiều 28 tháng 5 trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền Thái Bình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.